Thưa quý vị, ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Tại Việt Nam thì ung thư phổi được xếp vào là hàng đầu tiên trong số 10 loại ung thư mà bị mắc trên cả hai giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Nhưng nếu như chúng ta phát hiện sớm thì cái phương pháp điều trị nó sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng vấn đề là làm sao để phát hiện sớm được ung thư phổi, cũng như làm trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta có món ăn nào để giúp cải thiện hay là giảm bớt, tránh được cái bệnh ung thư phổi này hay không? Trong chuyên đề món ăn và thuốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lương y Nguyễn Công Đức, sẽ cùng trao đổi về những cái dấu hiệu khi mà bị ung thư phổi, cũng như các món ăn nào bổ ích cho căn bệnh này quý vị nha. Mời quý vị hãy cùng theo dõi và cùng gặp gỡ lương y Nguyễn Công Đức ngay bây giờ. Xin chào lương y ạ. Chào quý vị đang xem đài. Thưa lương y, trước hết thì cảm ơn lương y đã dành thời gian tham gia về chương trình ngày hôm nay. Thưa lương y, hôm nay chúng ta nói về bệnh ung thư phổi. Và thí dụ thấy là khi nói về bệnh này thì các chuyên gia thường nói rằng là khi mà phát hiện rồi thì rất là khó chữa trị, không biết nguyên nhân tại sao ạ? Điều này cũng dễ hiểu, tại vì gần như là cái tỷ lệ mà chết do ung thư phổi á, khi phát hiện thì thường thường nó là giai đoạn 3, vì giai đoạn cuối chứ không phải giai đoạn đầu hay giai đoạn 2 gì cả đó. Và một cái điều cũng dễ hiểu tại sao lại bị nhiều, chúng ta thấy trên một cái bàn nhậu đi, gần như là 10 người đàn ông mà đang vô thì cũng khoảng 8 người là hút thuốc. Hút thuốc là thường là bạn bè mời hoặc là có nghiện thuốc lá, cái đó là coi như là tự thân họ hút. Còn trong gia đình là có một người hút thuốc lá thì những người trong gia đình là hít cái khói thuốc lá đó, người ta gọi là hút thuốc là thụ động ha. Thì rõ ràng là người ta đâu có hút thuốc mà sao lại cũng bị ảnh hưởng cái con thuốc lá đó. Và phải nói rằng cái tỷ lệ chết là phải nói là rất là đông. Lý do là không trị được, mình dùng cái chữ là không trị được, cái gì kỳ vậy? Tại vì một cái bệnh khó ha, ung thư phổi là một trong những cái bệnh khó. Thì với Tây y thì họ có cái phương pháp như sau. Thứ nhất, nếu như mà họ X quang phổi hay là họ CT scan thì MRI thì họ thấy rằng là có một vài cái khối u nào đó ở trên phổi, phổi trái, phổi phải, đỉnh phổi hay là nói chung ở phổi, thì lập tức họ đi xét nghiệm liền. Là xem cái khối u đó nó là lành tính hay ác tính. Nếu ác tính thì coi như lập tức là họ xử lý ngay. Hay cái đó là về Tây y. Cái bước thứ hai á, là sau khi phẫu lấy cái khối u đó ra thì họ sẽ xạ cho nó tiêu đi. Và cái bước thứ ba là hóa trị, tức là dùng hóa chất để mà điều trị. Đó là về phía Tây y. Mà làm sao để theo ba cái bước như thế thì cái việc mà phát hiện cái ung thư càng sớm thì cái điều trị càng có kết quả. Đó là thì làm sao để phát hiện sớm được thưa lương y? Cái này cũng dễ hiểu, là một khi thấy cơ thể ta không bình thường, đối với một cái phổi mà một cái lao phổi á, thì thường là ho. Cái ho là cái biểu hiện là đầu tiên. Nhưng mà với lao phổi thì buổi chiều họ sốt nhẹ và bị sụt cân. Cái đó là cái mà lao phổi. Mà nếu lao phổi thì người ta cũng đi xét nghiệm, cũng đi là khám để phát hiện bệnh, ha. Thì nếu lao thì trị lao, bây giờ nó là bệnh xã hội rồi, rất là chống khỏi. Nhưng nếu đã nói có khối u thì cái đầu tiên là ho và rất là tức ngực, thỉnh thoảng trong cái đàm là có máu, thì đó là cách phát hiện sớm thôi. Biểu hiện đầu tiên là ho, cái đó là cái mà tốt nhất, là mà sớm nhất, và chúng ta phải đi khám ngay. Vâng. Dạ, như đương nhiên chị chia sẻ đó là nguyên nhân cũng như là cái cách phát hiện được cái bệnh ung thư phổi về phía Tây y. Như vậy còn về Đông y thì sao thưa lương y? Với cái khi bị ung thư phổi thì không biết là có cái món ăn nào để hỗ trợ cho bệnh này, hay là cái cách điều trị ở Tây y của mình là như thế nào ạ? Có lẽ trước khi mình nói tới cái Đông y tí thì chúng ta cũng nên tiếp tục tìm hiểu coi là cái nguyên nhân nào đưa đến cái ung thư phổi. Mình nên như vậy, tôi cũng đề nghị. Cái đầu tiên đã nói đó là hút thuốc lá. Rõ ràng là thuốc lá là cái tác nhân rõ nhất đưa đến cái ung thư phổi, ha. Cái thứ hai là do nghề nghiệp, những người mà họ hay mài
họ dùng mài đó, họ họ có khẩu trang nhưng mà không có kỹ, rồi họ hít cái bụi, thí dụ như bụi đá ốp lát, đá là lát, rồi đá ốp tường đó, đó là nguyên nhân cái bụi phổi nó vô, nó làm cho cái bụi, làm cho cái khối u. Rồi những người mà họ tiếp xúc với cái kim loại nặng, thí dụ như là amiang, là một trong những cái là nguyên nhân mà đưa đến cái ung thư phổi. Trước đây thì bà con ta, tức là thập niên 60-70 thì thường sử dụng cái fibrosimăn, tức là cái tôn đó, nó là amiang. Mà mình đâu có biết, có những làng mà gần như là họ bị ung thư phổi gần như nửa làng. Khi điều tra thì xuống tới nơi thì thấy các chuyên gia y tế thấy rằng là thì ra là họ lợp bằng cái fibrosimăn. Mà ở những vùng cao thì rất là cần nước, cho nên khi trời mưa mà ấy thấy mưa là rất là mừng, cho nên lấy nước mưa trữ lại và uống cái nước mưa đó có cái bụi amiang. Đó là cái tác nhân gây ra cái ung thư phổi, hay đó là một trong những cái nguyên nhân ha. Rồi một cái nữa là các cái bệnh ở phế quản phổi, thí dụ như bị nhiễm trùng sẹo sẹo cơ, tức là ở trong phổi nó có những cái sẹo rồi nhiễm trùng, rồi nó đi đến cái ung thư, tại vì nó đã hình thành cái khối u sẵn rồi, nhưng mà nó có cái vết sẹo, rồi sau đó nó chuyển qua cái ung thư. Lao cũng có thể bị ha. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi bị lao rồi tôi không bị ung thư phổi, cái điều đó không có đúng. Và có một cái điều rất là đặc biệt là có thể tại phổi, nhưng mà cũng có thể là từ xa. Thí dụ như họ bị đầu tiên là bị ung thư đại tràng, rồi sau đó nó di căn lên phổi, và từ phổi nó di căn lên não, lên não là cái giai đoạn cuối cùng. Cho nên có thể mình đặt câu hỏi, mình nói làm sao biết ung thư phổi ở giai đoạn cuối, có nghĩa là tại phổi rồi cuối cùng lên não, đó là giai đoạn cuối, giai đoạn mà không có trị được nữa. Đấy là cái nguyên nhân mà đưa đến cái ung thư phổi. Mình cũng hiểu về nó một tí xíu. Nó có một cái trùng hợp nào về phía đông y, tại sao lại từ đại tràng mà lên phổi? Thì quan niệm của đông y, hay là cái lý luận của đông y là phế đại tràng quan hệ biểu lý ha. Cho nên là một khi mà đại tràng có vấn đề gì đó thì phổi nó cũng bị ảnh hưởng lây. Thí dụ trong đông y nó có một cái bệnh nó gọi là bệnh ho, nó có mấy thể. Thứ nhất là do hàn, tức là lạnh mà ho. Cái thứ hai là do nhiệt, tức là viêm họng á. Cái thứ ba là ở thể táo khí, có nghĩa là ho không có đờm, ho khan ho không, mà hỏi lại là bị táo bón, tức là 4-5 ngày mới đi cầu một lần, mà tất cả các thuốc trị ho không hết. Chỉ khi nào uống thuốc nhuộng trường, có nghĩa là trị được táo bón thì hết ho ha. Qua đó để xác minh một điều là đông y có cái lý luận là phế đại tràng quan hệ biểu lý, nó là đúng. Cho nên một khi đã bị ung thư đại tràng thì con đường mà nó di căn nó lên là lên phổi. Và dĩ nhiên ở phổi thì nó có cái nhiệm vụ của nó đưa máu từ tim lên phổi để mà thải CO2 là đành rồi. Nhưng nó có một nhánh ha, nó lên trên não. Đó là lý do mà một khi là bị phổi thì cũng bị di căn lên não. Đó là đường đi của nó. Đó là mình nói là đông y. Thế đông y nó có một cái trùng hợp với tây y là ở chỗ đó. Thế bây giờ đông y tham gia như thế nào trong cái ung thư phổi? Như chúng ta đã nói nãy, như là làm sao là ngừa được cái táo bón ha, như vậy thì tránh táo bón. Thì ở trên bàn chúng ta có hai món ăn mà có lẽ là chúng ta nên thường xuyên là không bỏ qua. Cái thứ nhất là ha, thứ nhất là đây là rau lang. Cái này là món ăn dân dã mà gần như là ai cũng biết. Thí dụ ta để một vài là luống khoai lang, là ta cắt cái non này đem vào, rất là đơn giản, có làm gì cầu kỳ đâu, chỉ luộc thôi hay là hấp, rồi người ta là ăn chay thì chấm tương chấm chao, còn bình thường là nước mắm bình thường, hay là chấm thịt kho hay cá kho ha. Thì cái gì nếu như mỗi ngày mà chúng ta ăn luộc khoảng chừng 50g thì giải quyết được cái táo bón. Mà một khi mà không có táo bón nữa thì không ho, và cái tác nhân mà nó đi cái ung thư đại tràng và ung thư phổi gần như là có thể phòng tránh được.
Đó là một cái. Như vậy mình nói tới cái vấn đề là chống táo bón thì ngừa được cái ung thư phổi. Và cái thế cũng thấy còn một cái nữa đây là đu đủ. Đu đủ thì đơn giản thôi. Có thể sáng, trưa, chiều mình thích lúc nào thì mình cứ ăn lúc nấy. Dạ. Nếu mà được thì nửa trái, nhưng mà thấy ớn quá thì 1/4 ha, cũng được. Thì cái đu đủ nó vừa tiêu hóa được là thức ăn, trong đó có dầu mỡ nó tiêu hóa được, và đồng thời nó nhuận trường. Dạ. Nó nhuận trường, cái đó là đương nhiên. Thế thì thấy người ta còn ép uống nữa cũng vẫn đó, là tốt. Nếu mình hơn. Không thích ăn thì ép uống rất tốt. Dạ. Nhưng một cái lưu ý là thí dụ như dùng một tuần, tức là tuần thứ hai, tự nhiên thấy hai lòng bàn tay nó vàng, mắt hơi vàng. À. Thì cái đó là do cái ăn đu đủ. Dạ. Cái caroten, tức là cái màu vàng, cái provitamin A ở trong đu đủ nó làm cho vàng da, chứ không phải bị bệnh gan. Thì ta ngưng, ta ngưng khoảng tuần thì ta lại tiếp tục. À, đó là những cái món ăn mà trong cái chương trình món ăn bài thuốc nó có tham gia trong cái ung thư phổi. À, như vậy thì còn có cái bài thuốc nào đông y này không thưa Ly? Thế lẽ thấy trên bàn còn một cái cây này đây, là không biết là nó sẽ có bài thuốc nào không ạ? Vâng, thì phải nói là đông y cũng đã tham gia trong cái việc điều trị ung thư phổi mà rất là sâu. À, thứ nhất là từ trước đến nay mỗi khi nói ung thư, không riêng gì ung thư phổi, thì là người ta đã dùng một cái tảo lam của Nhật, đó là Fukudan ha. Rồi các nhà khoa học Việt Nam thêm vô cái củ tam thất và cái nghệ nữa, làm cái nano ha. Gồm có ba thứ là Fukudan là cái tảo lam mà của Nhật họ làm. Cái thứ hai là củ tam thất cũng tham gia trong cái điều trị ung thư. Cái thứ ba là curcumin ở trong củ nghệ mà họ làm cái dạng là nano, thì thấy cũng có tham gia trong cái việc điều trị ung thư, kể cả ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo tôi nhận xét thì tôi thấy có một cái bài thuốc mà hiệu quả rất cao trong cái điều trị ung thư phổi. Thì cái tôi đang cầm thì bà con sẽ thấy ngay, có nơi gọi nó là bông, nó là tứ quý. Đây là cái màu của nó là cái màu tím, nhưng nó còn có một loại nữa là màu trắng. Nhưng mà cái dừa cạn Thái Lan bữa nay nó làm cảnh đẹp á, thì nó có thêm nhiều màu khác. Nhưng mà truyền thống thì chúng ta thấy có cái này, nó hôi kệ nó. À, liều dùng mỗi ngày là 50 gram tươi, như vậy khô thì khoảng 30 gram, tại mình để dành. Cái vị thứ hai á, thì ở trên bàn chúng ta thấy là có cái lá đu đủ. Ha. Cái lá đu đủ thì trước nay bà con ta có dùng để trị ung thư, kể cả ung thư đại tràng, ung thư phổi, nhưng mà cái bài thuốc nó khác. Một cái lá, ha, một lá đu đủ bỏ cuốn đi, rồi năm tép xả. Nhưng mà cái đó là đại tràng thì nó hay hơn. Yeah. Nhưng trong cái bài thuốc này tôi muốn giới thiệu là đu đủ còn xanh như thế này nha. Không phải lá nó rụng đâu. Là một lá, 50 gram tươi, cây dừa cạn, 50 gram là vỏ của cây trăm bồng. Ha, hôm nay chúng ta có đề cập nhiều đến cái vỏ cây trăm bồng. Thì bài thuốc gồm có ba vị. Thứ nhất là lá đu đủ, một lá là cây dừa cạn tím hay là trắng ha, cả cành cả lá là 50 gram, và một miếng ba lớn cỡ này là vỏ ha. Tìm những cái cây trăm bầu nào á, là nó to như thế này. Chúng ta lấy dao khứa lấy một miếng khoảng 50 gram, lấy nhiều để đem về nhà để dành. Thì đổ vào như vậy là 3 lít nước, nấu còn lại là nửa lít, tại vì nó đắng quá, uống cả ngày ha, bụng no. Thì với cái bài thuốc này thì tôi nhận xét rằng đối với cái ung thư phổi là ta kéo dài rất tốt, hoặc là hỗ trợ trong trường hợp là đã có điều trị tây y, có nghĩa là có vô hóa chất, thì điều hỗ trợ bài thuốc là lá đu đủ, dừa cạn và vỏ của cây trăm bầu hiệu quả rất cao. Yeah. Hiệu quả rất cao, đã chứng minh. Có những người mà tưởng đâu là không sống được, nhưng mà họ vẫn kéo dài được sự sống. Chỉ quanh quẩn những cái loại mà chúng ta rất là dễ tìm kiếm xung quanh mình thôi, đúng không ạ? Vâng ạ. Mà đã góp phần rất là hữu hiệu đối với bệnh ung thư phổi này.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy rằng là ung thư là một cái bệnh mãn tính, dù là ung thư nói chung hay là ung thư phổi nói riêng thì chúng ta cũng phải cần có sức khỏe tốt, và có sức khỏe tốt thì chúng ta đòi hỏi phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như là một cái tâm lý thật là thoải mái và kết hợp với những cái thực phẩm xung quanh chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ giúp được duy trì và hỗ trợ chữa bệnh căn bệnh ung thư phổi rất là tốt. Và chương trình Mỗi Một Thuốc Kỳ này cũng đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.